và nó sẽ thu hút những con người làm về cái đó phát triển. Ví dụ điển hình là Singapore. Vậy giờ Việt Nam nè, với cái địa lý này nè, em phải phân tích được địa lý của Việt Nam. Thứ nhất, nó là vị trí của Đông Nam Á, nó có lợi thế về cái gì, ưu điểm của nó là gì, bất lợi của nó là gì. Nó nằm cạnh biển nè, nó có đất liền ít nè, nó có chiều dọc nè, nó giống với những cái quốc gia nào có địa thế như vậy. Thì đó là lý do tại sao mình phải học chẳng hạn như tiến trình quá rồng của Đài Loan, Singapore trỗi dậy, hay là Nhật Bản phát triển trường tồn, hay là mình phải học những cái quốc gia đó để làm chi. Đó là kiến thức nền đó, để em biết cách. Chẳng hạn như Việt Nam này 80% là giống như Nhật Bản về cơ cấu địa lý, sự phân bổ, rất là nhiều điểm. Nên cái định hướng của Nhật Bản đó, nó muốn phát triển vô Việt Nam rất là nhiều. Cái vị trí của mình, cái vị trí ngay cái chỗ này nè, cái tầm quan trọng của nó quan trọng ở cái gì? Người ta giao thương á, hay là người ta muốn, giả sử như em có một cái món hàng này mà ở Ấn Độ đi, ví dụ em có một cái món đồ ở Ấn Độ mà em muốn đem qua Triều Tiên đi, không lẽ là nguyên cái chỗ này là đâu có đi được đâu, em phải đi một cái đường vòng vòng qua vậy, hoặc là em đi vòng thêm vậy. Còn nếu mà em chịu khó, em chỉ cần đi một cái đường qua đây là có thể tới. Thì cái vai trò, do cái vai trò này mà dẫn tới ai cũng muốn chiếm cái khúc này hết. Bây giờ cái này là đi đường biển thì không nói ha, 100 năm nữa hệ thống giao thông phát triển giống như Nga nó làm một cái đường khí đốt bơm từ ở đây mà qua cái đây, thì làm một cái đường mà nó đi cặp theo cái thềm lục địa nè, một cái đường tàu cao tốc vậy, nó bao bọc hết, thì người ta không còn phải đi đường biển nữa. Chỉ giá trị kinh tế của nó là lớn khủng khiếp. Với cái một cái con tàu mà vận chuyển 500 km mà cứ đi cặp theo cái thềm lục địa này nè, nó không cần phải đi trên biển gì nữa, tốn kém nhiều lắm. Để mốt thầy sẽ phân tích sâu vô địa lý thì em hiểu. Khi em hiểu được rồi thì không cần em đi đến một cái, chẳng hạn như em nói một cái phường nào ấy, một cái quận nào thôi, lại biết nó. Do cái vị trí đó bắt buộc người ở đó sẽ có cái bản tính đó và nên phát triển về cái đó, thì mình bố trí phong thủy của cho người ta cũng phải bố trí phù hợp với cái đó. Chẳng hạn như cái vùng đó nó có đặc điểm địa lý đó, nó lạnh, nó dân bản xứ ở đó người ta có cái văn hóa đó, mà mình vô mình đem một cái nhà của châu Âu hay là mình đem một cái bố trí của Indonesia mình đưa vô rồi chắc chắn là không được. Rồi, cho qua cái này đi ha. Thì từ từ ha, thì cái hiểu đó thì em mới là một cái hiểu của một cái nhà quy hoạch. Thì những cái người ở tầm cao người ta mới tìm tới em. Người ta tìm tới em không phải là vì em có ông ứng bà hành hay là vì em, mà vì cái hiểu biết và cái tầm nhìn của em. Em có những cái thứ và em nắm được cái kỹ thuật về phong thủy nữa. Chứ không phải em chỉ có kỹ thuật về phong thủy không. Giả sử như em là mỗi người rành về quyền không phi tinh, bố trí bát trạch, rành về mệnh lý, x, y, z hết luôn đi, nhưng em không có cái kiến thức kia, em không có giá trị, thì em là chỉ là tầm thấp thôi, là giống như thầy bói dạo thôi, không thể trở thành một cái nhà mà cố vấn, một nhà mà hoạch định chính sách được. Tức là mình phải đặt cái mục tiêu lớn. Đặt mục tiêu lớn quá, em không dám mơ thôi. Mơ đâu có tốn tiền nữa. Ngày xưa thầy học quá là thầy muốn mình phải kế thừa được cái sự nghiệp của tổ tiên mình, và mình cũng phải làm hơn như vậy nữa.
cho là bên 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 nhà thầy á, nên đào tạo khó lắm, đệ tử vô học là 5 năm là rụng rời hết. Đừng quá giỏi. 5 năm là vô học. Thế thì thầy bảo em là học để trở thành những cái nhà lớn gì đến, làm sao mà em chắc không đánh. Thì em ít nhất sau này nhắc đến ở cái vùng đó, nếu mà cần làm về phong thủy, làm về bút, tại những cái công trình lớn của nhà nước đó, người ta rất là cần những người phong thủy mà có kiến thức chuyên môn nữa, chứ không phải chỉ biết phong thủy không. Thì ở cái chỗ đó mà cần đến cái đó, hay em có công trình 50 tỷ hay là làm cái dự án gì là người ta sẽ tìm cho em. Thì mình không mang tầm quốc tế, nhưng mà mình cũng phải mang tầm một cái khu vực, một cái làng, một cái phường, một cái xã, chứ không phải mình học đó. Thì nó thầy đào tạo học sinh của thầy đào tạo mà ra được như thế là được thầy thành công xuất sắc, tại vì học sinh của thầy học không giỏi. Thế sự gọi là chăm chỉ á, nó quyết định ghê lắm. Chăm chỉ là cái sự gọi là sáng tạo á, mình luôn luôn đặt ra những cái nghi ngờ, gọi là phản trực giác á, thì mới tìm ra được. Rồi hôm nay thầy đi cho em là 12 vòng trường sinh nữa. Lượng hóa đó, sau khi một cái lá số đó, em tính ra được một cái tỷ lệ ngũ hành mà mình chưa có cái lượng hóa này thì nó chưa chắc là nó đúng đâu. Giả sử như em tính ra được mộc là 55% đi, kim 20%, thủy 10%, hỏa 10%, thổ 50, 70, 80, 90, 95, 5%. Cái này chỉ là bước 1 thôi, cái này nó cũng chưa có đúng không em. Em phải áp dụng 12 vòng trường sinh của cái lệnh tháng vô. Lệnh tháng vô nè. Mà lệnh tháng không, chẳng hạn lệnh tháng mà của 12 vòng trường sinh nó nói mộc lâm quan đế dượng gì đó, nếu mà nó ở trạng thái đó thì nó sẽ mạnh hơn. Nhưng mà thằng này mộc 55% mà nó ở tuyệt thì 55% này nó sẽ trở thành bao nhiêu. Thì cái lượng hóa 12 vòng trường sinh này nó sẽ giải quyết vấn đề này. Sau khi em ứng dụng cái này vô của thầy khác với những cái người khác đó, là thầy có cái lượng hóa này, còn những người khác đó, là người ta giả sử như nói tháng này là tháng thân đi, thì người ta nói mộc tại thân thì người ta cứ biến rồi nói chung chung thôi, chứ không có nói được chính xác là cái con số này nè nó sẽ biến thành con số mấy. Nhiều khi 55% khi một lát nữa nó còn có 10% này. Và cái việc lượng hóa này giúp cho em chọn được cái bộ số chính xác. Bữa là thầy cho em chọn cái bộ số là của ông Trần Viên á, em đọc đến cái khúc đó chưa ta ha? 18 93 93 ha. Khi mà giáp bính mậu đó, nó là 18 93, hay là bữa là mình đang chia đều là 10 10, chia đều chẳng hạn như trong giáp, trong nhâm, trong hợi đi, trong hợi thì nó có nhâm giáp này mình đang chia là mỗi thằng 1/2, còn cái này là nó sẽ phân bổ chính xác luôn. Rồi. Em không tìm được cái đoạn mà thầy bảo là ông Trần Viên nó mới chia, nhưng mà sẽ không có đọc cái đoạn nào, em không đến đấy nhỉ? Rồi đến tối nay thì sẽ coi lại thầy chỉ cho. Tức là nó nằm ở bên cái phần chương nâng cao ha. Chương nâng cao. Dạ. Trong cái quyển tứ trụ á, nó phân ra, thầy phân ra như vậy để cho những người học rất là dễ á. Nó phân ra hai phần. Một phần là cơ bản, một phần là nâng cao. Trong cái quyển này nó cũng có giới thiệu nhiều quyển sách khác liên quan
thì cũng có hết, Tam Mệnh Thông Hội, đồ Uyên Hải Tử Bình, đồ thì có hết. Nhưng mà mấy quyển đó nó không hay ha.